Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của bếp nhà Alisa. Và đây giá được làm bằng máy. Cách thứ hai, ngâm đậu trước rồi em mới cho vô trong máy. Sau 4 ngày thì mình thu hoạch được sản phẩm cũng rất là đẹp. Và cách thứ nhất em đã chia sẻ đến cho mọi người, mình làm bằng máy nhưng không cần phải ngâm đậu. Cho đậu trực tiếp vô trong máy và ngày đầu tiên mình sử dụng nước 50 đến 60 độ C để máy tự tưới và giá tự lên. Và đây là cách thứ hai, nên mọi người cùng tham khảo, ai thích cách nào thì hãy làm cách đó nha. Và cách này cũng rất là đơn giản, ai thích thì hãy cùng vào làm với em nha. Và đây là 150g đậu, em đã ngâm qua đêm, hay mọi người ngâm từ 8 đến 12 tiếng là được nha. Bước tiếp theo mình cho nước vô trong cái bộ máy. Thì từ cái chỗ mình cắm cái giòi lên tới cái miệng máy thì mình chia ra, mình chỉ đổ nước 1/3 bộ máy thôi nha. Và lần này nước của chúng ta là nước lạnh, không phải nước ấm nha. Và bước tiếp đến là mình đặt cái rổ đựng giá lên trên cái máy. Sau đó mình sẽ bỏ cái rổ đầu tiên vô trong. Tiếp đến là mình nhẹ nhàng, từ từ nhẹ nhàng bóc thôi nha mọi người. Những hạt đậu mà mình đã ngâm qua đêm lên trên cái rổ đầu tiên. Và nhớ là nhẹ nhàng, không là nó gãy mầm đậu nha mọi người. Và mình chỉ xếp một lớp mỏng, mình chỉ cho vô một lớp mỏng thôi. Và sau khi rổ thứ nhất đã xong thì mình đặt tiếp tục cái rổ thứ hai lên trên cái rổ thứ nhất nha. Mình đặt nhẹ nhàng, không là sẽ gãy mầm đậu nha. Và bước tiếp đến, mình lại tiếp tục cho đậu đã ngâm lên trên rổ. Nhớ là mình phải xếp một lớp thôi nha, đừng cho đậu đè lên nhau. Bước tiếp đến là mình gắn cái ống xuống thẳng bộ máy. Cái ống này có nhiệm vụ là hút nước dưới bộ máy lên để tưới cho giá ha. Và nhớ là phải cho cái ống thiệt thẳng. Tiếp theo sau đó mình sẽ gắn cái cánh quạt, hay gọi là cái chong chóng tưới nước cũng được nha. Và kế đến là mình chỉ có việc là đậy nắp lại. Rồi bước tiếp theo nữa là mình lồng cái chụp để cho nó giữ cho giá không bị ánh sáng lọt vô mọi người. Và nhớ là kéo xuống sát dưới luôn nha. Đây, khi mà giá mình bị hở một khúc như vậy là không được nha. Từ dưới chùm lên tới trên miệng nắp luôn, trên cửa miệng ha. Và bước tiếp theo sau đó mình chỉ cần mang máy đi cắm điện. Và nhớ là để máy chỗ nào ít tiếp xúc với ánh sáng nhất nha. Sau khi đã cắm điện thì mình bắt đầu mình điều chỉnh. Và sau khi cắm điện thì nút Start đã nổi đèn, mình bấm vô cái nút Start and nút Summer nha. Và như vậy là giá của mình ngày đầu tiên đã xong. Và tùy vào mùa xuân hạ thu đông, mình làm mùa nào thì mình sẽ chọn nút đó mình bấm nha. Và kế tiếp là mình chờ đến ngày hôm sau, mình sẽ mang bộ máy đi thay nước. Và đây là ngày thứ hai sau khi em đã thay nước, cắm điện và tiếp tục mình bấm nút Start and Summer thì giá tiếp tục được tưới. Mình thay nước mỗi ngày cho giá nó sạch ha. Và mọi người hạn chế mở nắp ra nha. Đây em mở nắp ra để em quay cho mọi người, cho nên là em để hơi lâu. Còn mọi người mà tưới xong rồi mọi người đậy nắp vô liền và để vô trong chỗ tối thì giá của mình nó sẽ không có bị cái đầu hạt đậu nó to, hay là nó sẽ bị hơi tím tím cái đầu á mọi người. Và giá sau khi đã tưới xong thì mình đậy nắp lại và tiếp tục cho vô chỗ tối nha. Mọi người tiếp tục chờ ngày tiếp theo với em nhé. Và đây là ngày thứ ba, em cũng mới vừa thay nước xong. Cắm điện và tiếp tục mình ấn nút Start và nút Summer thì giá bắt đầu lại được tưới nước nha. Sau khi thay nước, mình thấy giá được tưới là mình có thể đậy nắp lại và mình lại cho vô chỗ tối.
và tiếp tục chờ tới ngày thứ tư nha mọi người. Và đây là giá của ngày thứ tư sau khi đã được thay nước, giá tiếp tục được tưới. Giá tưới nước một ngày rất nhiều lần mọi người ạ. Và tiếp theo đó, mình đậy nắp lại và chờ đến ngày hôm sau là mình thu hoạch được rồi nha. Chỉ 4 ngày thôi là mình thu hoạch được rồi đó. Và mọi người chỉ nhớ là mang bộ máy đi mình thay nước thôi nha. Đừng có rờ và đụng vô giá. Vì mình đụng vô lỡ mà nó gãy những cái mầm giá đó thì nó sẽ làm hư những cái hộp đó. Những cái nào gãy nó sẽ hư và nó sẽ lây lan nhau nha. Thì làm giá của mình nó bị thối đó. Và chúng ta tiếp tục chờ ngày mai để chúng ta thu hoạch giá nha. Và hôm nay là ngày chúng ta thu hoạch giá nha. Đây mọi người nhìn nè, nó đẩy cánh quạt lên trên luôn. Em lấy cái ống ra nha. Và để em lấy giá ra cho mọi người coi nè. Và đây là giá được làm bằng máy sau 4 ngày. Và hạt đậu đã được ngâm trước rồi mới cho vô trong máy ha. Và do em mở ra mỗi ngày em quay phim á, cho nên là ánh sáng nó cũng tiếp xúc vô trong giá, cho nên là đầu hạt đậu cũng chưa được đẹp ha. Mọi người nhìn nè, đây là rổ bên dưới. Giá cũng rất là đẹp đúng không mọi người? Và bây giờ mình đưa lên trên để mình cắt rễ của giá nha. Và đây em lật ngược lại cho mọi người coi cái rổ giá bên dưới nha. Đó, tuy em mở ra em quay cho mọi người coi mỗi ngày á, thì cái đầu hạt giá cũng chưa có được đẹp cho lắm. Nhưng mà mọi người coi, giá rất là trắng đúng không? Cho nên là mọi người sau khi đã thay nước cho giá đó, thì mình cắm điện và đậy nắp lại cho giá chạy luôn, chứ hạn chế mở nắp nha. Và đó là hai cách làm giá em muốn chia sẻ đến cho mọi người, cách làm giá bằng máy. Cách đầu tiên thì mình không cần phải ngâm đậu mà cho đậu trực tiếp vô máy để máy tự tưới. Và sau 4 ngày thì mình cũng thu hoạch được giá ha. Và hôm nay là cách mà em đã ngâm đậu trước xong em mới cho vô máy. Cũng sau 4 ngày thì mình thu hoạch được giá. Và tùy theo ý thích của mỗi người có thể làm cách nào cũng được ha. Và em chỉ khuyên mọi người là nếu mà làm giá bằng máy hoặc là làm bất cứ bằng dụng cụ gì thì mình cũng hạn chế mình mở giá ra để cho giá tiếp xúc với ánh sáng ha. Thì giá, những cái đầu giá nó sẽ không được đẹp á. Và chúng ta bắt đầu lên để chúng ta thu hoạch giá nha. Và đây mọi người nhìn nè, mình chỉ cần nghiêng cái rổ và lấy dao mình cắt nhẹ là những cái rễ nó sẽ ra hết nha. Mọi người cẩn thận, không là bị đứt tay nha. Thiệt cẩn thận đó. Mình ấn nhẹ là những cái rễ nó sẽ đứt liền ha. Và đây là rổ giá đầu tiên chúng ta thu hoạch ha. Và tiếp tục chúng ta thu hoạch rổ giá thứ hai nha. Nếu như mọi người mà không thích ăn giá nó dài quá đó thì sau 3 ngày cũng có thể thu hoạch được rồi nha. Và cũng như rổ đầu tiên, mình cắt nhẹ cái rễ nha. Mọi người cẩn thận không đứt tay nha. Và tiếp theo đó, mình chỉ cần kéo nó lên thôi ha. Mọi người thấy không? Rất là sạch và trắng ha. Đó, mọi người nhìn thấy giá không? Giá làm bằng máy thì mọi người yên tâm, em nghĩ sẽ không sợ hư và không sợ bị úng nước đâu nha. Giá rất là trắng. Và đây cũng là video thứ hai em muốn chia sẻ đến cho mọi người, hai cách làm giá bằng máy đơn giản ha. Và mọi người coi video, nếu thích đừng quên ấn like and subscribe kênh của Bếp Nhà Alisa để ủng hộ em nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã theo dõi video. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye!